Chào mừng quý vị đã đến với kênh Tin Tức Của Sao. Chúc quý vị có nhiều giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký và mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Chibu lại to khi tham gia show đạp gió 2023. Những ngày qua, Chibu là tâm điểm được đông đảo khán giả Việt dành sự quan tâm đặc biệt khi tham gia show âm nhạc tại xứ Trung. Dõi theo hành trình liều lĩnh đến với mảnh đất mới của giọng ca sinh năm 1993, khán giả trong nước không khỏi trầm trồ. Ngay cả anti-fan cũ quay xe dành sự ủng hộ nhất định bởi thấy được sự nỗ lực không ngừng nghỉ o cô. Hiện, hệ Chibu đã dần tiến sâu vào những vòng trong và kết quả được debut hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Do vậy, cô vẫn lãi to khi quyết định tham gia show lần này. Tạo được nhiều mối quan hệ với các tỷ tỷ. Một trong những điều khiến khán giả thích thú hơn khi theo dõi hành trình đập gió rẽ sóng của Chibu đó là cách cô tương tác, giao lưu và kết nối với các tỷ tỷ trong show dù khác biệt về ngôn ngữ. Theo đó, dù nơi xứ lạ, chỉ có thể dùng tiếng Anh và một ít vốn liếng tiếng Trung để trò chuyện, Chibu vẫn tạo được sự kết nối nhất định, ít khi bị lạc lõng bơ vơ nhờ tâm lý thoải mái, hết mình hòa nhập. Song đó không thể phủ nhận, nhan sắc xinh đẹp và khí chất tự tin là một lợi thế nổi bật giúp giọng ca sinh năm 93 thu hút được nhiều sự chú ý của các tỷ tỷ trong show. Bằng chứng là Ella hay Giả Tình Văn đều từng dành lời khen cho nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của Chibu. Ngoài ra, mỹ nhân gốc Hà Thành còn được dân tình đẩy thuyền với Amber và Lưu Nhã Sắc bởi đứng chung khung hình nào cũng đẹp miễn bàn. Chưa kể nữ ca sĩ và các tỷ tỷ này còn có những màn tương tác thân thiết mang lại cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Được rèn luyện, học hỏi và chia sẻ. Tham gia show lần này cũng là cơ hội giúp cho Chibu học hỏi, rèn luyện và lắng nghe những chia sẻ góp ý từ các đồng nghiệp nước bạn. Đơn cử như mới đây, Chibu được nữ ca sĩ cùng Lâm Na hướng dẫn nâng cao khả năng hát tiếng Trung. Bên cạnh đó, cô còn được vị tỷ tỷ này khích lệ và truyền năng lượng tích cực khi có dịp trải lòng về chuyện khán giả không ủng hộ cô hát. Không dừng lại ở đó, trong quá trình tập luyện, Chibu còn tiếp nhận góp ý từ nhà sản xuất để hoàn thiện hơn. Và đây là những kinh nghiệm quý báu giúp hành trình theo đuổi nghệ thuật của cô trở nên khởi sắc. Năng lực dần được công nhận, tái định vị bản thân. Trước khi đến với show đạp gió, Chibu từng vấp phải không ít phản ứng trái chiều từ phía khán giả trong nước bởi năng lực ca hát còn nhiều hạn chế. Thậm chí, không quá lời khi nói, đây đã trở thành định kiến khó xóa bỏ. Thật ra, những khả năng khác của Chibu dần bị lu mờ. Nhưng từ khi trùng tiếng, giọng ca sinh năm 1993 đã khiến khán giả phải nhìn nhận cô ở góc độ khác, khách quan hơn. Theo đó, dù thích hay không thích, khán giả đều phải công nhận khả năng trình diễn sân khấu của Chibu rất tốt. Cô cho thấy đầu óc chiến lược không thể đùa khi biết cách khai thác thế mạnh về vũ đạo, khả năng dàn dựng và đầu tư trang phục đẹp mắt. Sau nhiều lần đạp gió rẽ sóng công chiếu, Chibu đã dần khẳng định được năng lực trình diễn không phải dạng vừa, thành công tạo ấn tượng tốt trong mắt khán giả Việt lẫn fan xứ Trung. Thông qua đó mở rộng thị trường khán giả, và cũng đây là nước cờ khôn ngoan giúp cô tái định vị bản thân sau nhiều năm vướng thị phi giọng hát. Dẫu có nhiều khởi sắc khi tham gia show, Chibu vẫn phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc nâng cấp giọng hát vì đây là yếu tố quan trọng mà một ca sĩ cần có. Khán giả hy vọng cô sẽ tiến xa hơn trong sự nghiệp với thái độ lạc quan, tích cực, sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến, đóng góp.